Uh, hôm nay thì Cindy ở nhà cho nên là Cindy uh, muốn làm tiếp tục cái video về cái cái bài số 3 này về động từ cho mọi người á cho nên là xin phải không có máy vi tính xin viết ra nha dán lên tường để giới thiệu cho mọi người cho dễ à, như hôm trước á chúng ta đã học cái buổi đầu tiên của trong cái bài số 3 thì xin đi đã chia sẻ cho cả nhà về cái việc mà à, chia cái động từ rồi phải không ạ thì chúng lúc đó thì xin đi thì chỉ chỉ cho mọi người cách chia động từ chỉ ở ngôi gia ngôi ti ngôi ona on ona ono ngồi mi ngồi vi và cái ngôi oni oni á thì sunny chưa có chia sẻ cho mọi người đây cái ngôi này á là sunny chưa chia sẻ phải không ạ à? đó thì sunny sẽ để dành cho hôm nay trước tiên chia sẻ về cái phần này thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại nhìn lại cách chia của những cái ngôi trước đó còn lại thì ở đây có cái gì à, chúng ta nhìn lại đây ạ À, à đầu tiên là đối với cái động từ mà mà ở đây động từ ở đây thì động từ trí tat, cho thấy âm y đầu tiên là âm y dài phải không ạ thì ở đây chúng ta là chi ngô gia là chúng ta sẽ là trí tam ti Tí là trí tash. ona ono là chita đó mi là trí ta me à, vi trí ta che còn có ngô o nhi oni oni ở đây là chúng ta là chị đây là một vẫn còn là một dấu hỏi ạ à. xin đây mới ghi chữ chita ta thôi còn cái đuôi phía sau này như thế nào xin đây chưa ghi thì đây cái ngôi cái động từ thứ hai là từ trà cạch Điểm từ trực tra cạnh ở đây thì chúng ta thấy là xin để để bút đỏ ở đây là cái chữ a này có thêm cái dấu sắc nữa có thêm dấu để ký hiệu cái a dài là bởi vì cái nguyên âm mà trước cái nguyên âm a này á thì nó là nguyên âm a thường thì ở đây khi chia chúng ta phải thêm dấu vào ở đây còn ở đây á phía trước đây nó có âm y này nó đã y dài rồi thì khi chúng ta chia ở đây chúng ta không cần thêm dấu đó là cái cách chú ý tại sao có nhiều bạn hỏi là khi nào thêm a dài khi nào cái âm thêm dấu ở đây đó là cái chú ý thứ nhất mọi người chú ý. À động từ khu biết này cũng tương tự như vậy. Chúng ta thấy từ cu là chữ u nó dài rồi thì khi chúng ta chia ở đây chữ y chúng ta sẽ để nghiêng nè, phải không ạ? Chúng ta không thêm dấu chữ y. Nhưng động từ hoburich, cái cái nguyên âm kề cái nguyên âm y này là âm o, âm o mà âm o này không phải là là à, nguyên không nó không có dấu ở đây thì bắt buộc ở đây khi chia thì chúng ta phải thêm dấu ở đây là y dài. Đó. Tương tự như qua đây Qua đây cái động từ bí sạc Cái động từ bí sạc này Thì chúng ta nhớ là cái động từ mà khi mà nó có cái cái đuôi Cái đuôi là đuôi sát Thì chúng ta thường Thường nha Xin đây sẽ nói là thường Tức nghĩa là không phải khi nào cũng vậy Nhưng nó thường là như vậy Nó thường là chúng ta sẽ chia vào về Ở đây chúng ta thấy là nó là là e nó không phải là bí sàm nữa mà chúng ta phải chuyển thành là BC giữa sờ a này chuyển thành sờ e đó là bi xem bi xét bí ở đây từ chê sạn này tương tự cũng như từ bí sạch nó cũng tận cùng là sờ a chờ thì chúng ta sẽ tiên tự chia như vậy ở à, cái động từ studovat động từ studovat này thì chúng ta là chia như thế nào ạ à? ở đây xin đi quên chưa ghi ở đây thì là cái đuôi over a chờ chúng ta sẽ đổi thành u G, e ở đây da thì chúng ta là m ti là chúng ta là sờ phải không ạ còn cái ngô này giữ nguyên ở đây chúng ta sẽ thêm là me chúng ta đây là xem là che phải không ạ đó còn cái ngô oni oni thì chúng ta sẽ để lại sau tương tự cái từ rozumi s này cái từ rozumi s này thì nó là từ đặc biệt thì chúng ta chia bình thường mọi người chúng ta chỉ cần bỏ chờ này thôi và chúng ta sẽ thêm mờ thêm sờ thêm me thêm che mọi người nhận xét một điều là đối với tất cả những cái động từ này thì ở cái ngôi ở cái ngôi là ona ono on này thì cái động từ này đây tô hết vào đây thì mọi người sẽ thấy là gì ạ cái động từ này nó sẽ tặng cùng là là e nè đó nó kết thúc là e nó kết thúc là e thì chúng ta thấy là gì ạ không phải cái động từ không phải cái động từ mà có đuôi a ở đây à, đuôi e thì nó sẽ tận cùng ở đây là bằng e nó nó không phải như vậy ạ như ví dụ từ studovat này thì nó lại kết thúc là e ở đây cái từ chê sạc thì tất kết thúc là e ở đây còn qua cái động từ bên này thì ví dụ động từ này thì nó nó tận cùng là a a chờ ở đây kết thúc là a ở đây kết thúc là a ở đây kết thúc là a ở đây kết thúc là Y. ở đây kết thúc là Y. hiểu không ạ À, nhìn nhìn tất cả những cái động từ này thì chúng ta thấy một điều là dù là động từ đó kết thúc là đuôi gì đuôiác hay đuôi ít hay đuôi sát hay đu ovat hay đuôi e, đi chân nữa thì sau khi chia chúng ta sẽ thấy một điều là gì ạ sau khi chia chúng ta thấy là nó như thế này ạ oh, này. sau khi chia thì chúng ta thấy là cái ngôi da này mọi người ngôi da nó sẽ tặng cùng là m nó kết thúc ở m, ngôi ti nó sẽ kết thúc bằng ms, ngôi mi nó sẽ kết thúc bằng me, ngôi vi nó sẽ kết thúc bằng che, còn cái ngôi on, ona, on, ono no này đó, nó có thể kết thúc là a, hoặc là a dài mọi người thấy không? nó kết thúc là a này hoặc là a dài này nó cũng có thể kết thúc bằng y này hoặc là y dài này phải không ạ nó có thể kết thúc bằng e nó kết có thể kết thúc bằng e này e hoặc là y e mọi người thấy nó kết thúc bằng e này e ở đây nè e nè hoặc là y e nè phải không ạ e hoặc y thì đó là lý do tại sao mà ngay từ đầu á, Sunni cũng như nhiều giáo viên bản xứ người ta dạy người ta sẽ phân chia cái động từ này nó làm ba nhóm là nhóm A, nhóm Y và nhóm E. Bởi vì cái động từ Oni, Oni này nó chia, nó được chia như thế nào là nó phụ thuộc vào cái từ kết thúc ở cái ngâu On, Ona, Ono. On. Thì bây giờ hình như sẽ hướng dẫn cho mọi người theo quy tắc của người ta đưa ra là như thế này. Theo quy tắc của người ta đưa ra khi mà cái động từ mà ở đây nó kết thúc nó kết thúc là a hoặc là a dài á thì ở đây chúng ta sẽ chuyển qua thành là a yu khi à. qua cái ngôi on oni oni này chúng ta sẽ chuyển thành là a du nếu ở đây kết thúc là y hoặc là i thì khi chuyển qua ngôi này chúng ta sẽ kết thúc là bằng i a i -a. còn ở đây là e hoặc là i e nó không biết là ở đây e hay IE e thì ở đây chúng ta sẽ kết thúc sẽ có thể là bằng là u hoặc là u đó u hoặc là là u đó là cái quy luật người ta đưa ra vậy thì chúng ta áp dụng cái quy tắc này áp dụng cái quy tắc này ở đây chúng ta sẽ chia cho cái những cái động từ mà chúng ta có ở đây bây giờ xin đi giá lên đây đây cái quy tắc chúng ta đặt ra như thế này thì vậy đối với cái từ này như thế nào ở đây là chúng ta là on on, on, on là chita thì chúng ta muốn nói họ đọc thì chúng ta sẽ nói ở đây là dễ theo quy tắc này nếu với cận cùng bằng a hoặc a dài thì chúng ta đổi thành a thì ở đây chúng ta sẽ thành là gì? chita du chita du ví dụ như tương tự từ ở đây này từ chaka thì chúng ta sẽ đổi thành chaka you đó nghĩa là thành họ chờ nên là đọc cái này là chờ. Dễ không ạ? À? Ví dụ cái động từ kết thúc bằng y ở đây thì chúng ta đổi thành gì ạ? À? Đây người ta nói là đổi thành a thì ở đây chúng ta sẽ có từ gì ạ? À? ku a ku b a. Tương tự ở đây nè, chúng ta có từ hobodi thì ý kết thúc là ý thì chúng ta cũng chuyển thành i a à, thì thành hô vô ri a ho -vo -ri a đó rồi tương tự chúng ta còn có nhóm e bây giờ xin sẽ chia sẻ nhóm e ở đây như thế nào đây nhóm e đây nhóm e ở đây chúng ta thấy là đây là gì ạ đây là vi xè tận cùng là e thì ở đây sẽ là gì ạ ở đây chúng ta sẽ đổi e thành u ở đây sẽ thành là gì ạ Bì xù Bì xù đó từ ở đây tận cùng là chờ xin đó thì ở đây chúng ta là gì ạ thì áp dụng theo nguyên tắc đó thì chúng ta sẽ là che su ở đây xuống bị cái việc bị vì ở phía trước đây e là e ngắn thì ở đây là u dài đó tương tự cái từ này là chúng ta có sự tu du gì ạ ở đây là e và m mặt thì chúng ta bỏ e đổi thành thành u chúng ta đổi e đổi thành u tương tự ở đây chúng ta sẽ có là gì ro zu mi ở đây là ie. ở đây là ie thì chúng ta sẽ đổi cái ie này thành âm âm e âm u Rozu mu, thì mọi người sẽ ở đây là u, phải không ạ? Nhưng đối với cái cái, cái động từ này nè, nó là một động từ đặc biệt. Đối với từ Rozumies mi -s này, nó là động từ đặc biệt. Cho nên cái động từ này sau khi chia thì nó lại không phải là không phải là rozumu mọi người, mà nó là gì ạ? Nó là Rosu me. U me you Đây là một cái động từ đặc biệt đặc biệt nha mọi người tức là nó không tuân thủ theo cái quy tắc mà mình đã đưa ra Tuy là nó vẫn kết thúc là u ạ à. nó vẫn kết thúc là u à. dù thế nào đi nữa nó vẫn kết thúc là u nhưng chỗ này nó thêm chữ chữ a u. à, Thế thì mình sẽ cho mọi người một cái ví dụ mà nó à, nó sẽ chia theo quy tắc ở trên này Ví dụ như chúng ta sẽ có cái động từ là từ Marat từ barat giờ xin đây xin đây tháo xuống viết để cho mọi người dễ dĩa để trên tường khó viết ví dụ như cái động từ barat này nó cũng sẽ thuộc nhóm e tức là đây nó sẽ kết thúc bằng e hoặc là ie tuy nhiên động từ này thì nó nó không phải là có nó cũng tận cùng là a chờ mọi người nhưng mà nó không phải là bra mà nó là bê ri em ở đây nó chia bằng cách là chúng ta sẽ đổi cái âm a thành ie đổi âm a thành i e um, cái này á uh, đã từng có ba cái clip về ba kali về cách chia động từ nhóm a nhóm y nhóm nhóm e thì một người vào đó để một người xem lại à những cái động từ có cái đuôi như thế nào thì nó thường được chia và có nhóm a nó có đuôi như thế nào thì nó được thường chia và nhóm y nó có đuôi như thế nào thì nó được thường được chia vào nhóm e thì mọi người quay trở lại xem cái video đó ở đây sunny sẽ giới thiệu cho mọi người cách chia theo cái ngô uh, on on oni oni on on nha thì đối với cái từ brat này chúng ta thấy ở đây khi chia ngô da nó sẽ là E r -I e à, ngôi ti là b r -I -E -H. ngôi on ona, ono on no nó là b -R -I e ở đây là b -R -I e me b -R -I e che và đây chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc đây thì chúng ta sẽ bỏ i e đổi thành là u thì ở đây nó sẽ thành gì ạ b -R -U. đó đó thì cái video này hôm nay thì sunny sẽ um, chia sẻ cho mọi người xin đi dở lên xe mình xin đi tưởng là video nó không có chạy à, sẽ cái cách chia cái động từ cho cái ngôi on oni nhi và và oni vậy tóm lại là gì ạ à? tóm lại một cái động từ mà sau khi chia nó cho cái ngôi on ona ono on, on, mà nó tận cùng bằng a hoặc là a thì chúng ta sẽ bỏ a a chúng ta chuyển thành a u nếu mà động từ nó ở ngôi này nó kết thúc là y hoặc là y thì chúng ta bỏ y chúng ta chuyển thành là a à. Nếu nó tận cùng là e hoặc là ie thì chúng ta sẽ bỏ e hoặc ie chúng ta đổi thành u hoặc là u. Thì vậy nhìn vô là chúng ta tốn lại một động từ sau khi chia ở dạng à, thì hiện tại thì nó ngôi da, nó sẽ luôn luôn tặng cùng bằng m luôn luôn tặng kết thúc bằng m ngôi ti nó sẽ luôn luôn kết thúc bằng s ngôi on ona ono nó có thể kết thúc bằng a hoặc là a i hoặc là i e hoặc là i e Ngôi mi nó thể kết thúc bằng me, ngôi vi nó sẽ kết thúc bằng che, ngồi oni oni nó có thể kết thúc là ayu hoặc là ia hoặc là u hoặc là u và có một số trường hợp đặc biệt ví dụ như cái động từ rosu miế -e, mi -e này thì chúng ta sẽ kết thúc là -ju Me -ju. đó là lý do thì thường giáo viên khi dạy một người khi một người học thuộc cái quy tắc này rồi nè sau này sau này khi mà Sunny à, chia sẻ cho mọi người à, một số cái động từ mới thì Sunny sẽ đầu tiên Sunny sẽ cho một người một cái động từ đó ở dạng nguyên mẫu Sunny sẽ cho một người một cái động từ đó ở dạng nguyên mẫu ví dụ Sunny sẽ viết cái từ brass này ra sau đó Sunny sẽ cho một người cái động từ nó chia cho ngôi gia và cái động từ chia cho ngôi oni, only hết còn những cái ngôi còn lại mọi người sẽ tự chia Bởi vì khi mọi người biết cách chia ngôi da rồi Thì mọi người hoàn toàn có thể chia ở ngôi ti, ngôi on, ona, ngôi vi, ngôi mi này Và cái ngôi oni, ngôi oni on, on này nó sẽ hơi rắc rối Vì có một số cái nó không tuân thủ theo cái quy tắc này Ví dụ như trường hợp rosumiet này Thì chúng ta, đó lý do sinh đây sẽ cung cấp cho mọi người Cái cách chia của động từ đó ở dạng oni, oni on, 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 Đó đó là cái phần hôm nay Sunny muốn giới thiệu với mọi người và sau đây Sunny sẽ à, cho mọi người thêm thêm một số cái động từ mà nó thuộc vào cái nhóm E và ie này để cho mọi người tham khảo nha chờ đi một chút OK đi viết xong rồi đây đây là đi sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái động từ một số cái động từ mà nó sẽ thuộc cái nhóm e và nhóm ie đây, thì đầu tiên là cái động từ này một người đã biết rồi, động từ nó có đuôi là ovat á thì nó sẽ chia vào nhóm E nhóm E là đúng là studium, studiet. Động từ có đuôi là sát, zat SAT sát với là như nhau tức ở đây là cái này có thể là một trăm phần trăm là chia theo cái kiểu mình đã học nhưng cái động từ nhóm đuôi sát đuôi sát á có một số cái thường là nó chia theo cách này nha có nghĩa là nó sẽ không đúng một trăm phần trăm nha mọi người thì ở đây động từ có đuôi sát, đuôi giá thường nó sẽ chia theo cách này Tức ở đây chúng ta có cái từ pisat sát, Thì mọi người đã học qua rồi phải không ạ? Xin đây không nói tiếp Động từ u Thì chúng ta sẽ đổi lên là u ca Đó, đó. Xin đây sẽ cho người hai cái ngôi thôi Ngôi da với ngôi oni oni thôi Các ngôi còn lại thì quá dễ mọi người tự chia Cái từ re cũng tương tự là re reju. Động từ có đuôi là ít Hôm gì rồi mọi người học á, động từ có đuôi ít như từ cubic, từ hovorit này á, hovorit á, đây, cái từ hovorit, cubic, hovorit á, thì nó sẽ thuộc nhóm y phải không ạ? Vì ta cộng cùng ở đây là y, nhưng ở đây xin đây sẽ giới thiệu cho mọi người đây nó lại thuộc nhóm e nè. Thường nha, thường những động từ mà nó chỉ có một âm tiết, ví dụ như là từ bit, từ rít tức là có một âm, cái từ cubic là thành từ cu và từ bit cu và biết là nó hai âm rồi ạ, hovorit là ba âm, thì nó sẽ thuộc nhóm y nhưng mà động thường thường thôi Sunny sẽ nói là thường thôi tức nghĩa sẽ có một số cái trường hợp ngoại lệ thì khoảng 70 80 phần trăm những cái động từ nào mà tận cùng là đuôi ít mà nó chỉ có một âm tiết ví dụ như từ biết từ rít thì nó sẽ thuộc vào nhóm e tức là ở đây nó sẽ kết thúc là bằng e nè nó sẽ là pi một người đổi bằng cách là một người thẻ để bỏ chờ thêm tầm giờ e A dèm từ rít là từ sống đó mọi người là ri dèm ri đó động một số động từ có cái đuôi là rát r a một số thôi động từ có đuôi là rát thì nó sẽ cũng chia vào nhóm i e này đó là từ brat, prat thì ở đây là beriem beru periem peru tức là hai động từ này nó cái phát âm gần gần, gần tương tự nhau cái này là b là b là nó không có âm gió ra còn cái này là p mọi người phát âm nó nó cái độ phun gió ra thì đó là đây là cái nhóm ie nè tương tự như cái động từ mà nó sẽ kết thúc là ie chờ hoặc là ie chờ s ch, ch, ch và z khác nhau nha mọi người ví dụ chúng ta có động từ nies thì khi chúng ta chia chúng ta sẽ chia thành là niesiem niesu chờ thì đây là vgm vzu đó đây là một số cái động từ thì mọi người học mọi người phải nhớ thôi đó là cái cách chia của nó sẽ tại đây sẽ là là nhóm ie nhóm ie nhóm ie như động từ vs từ mỗi tay vs zơ chờ cùng vs chờ nữa đó là là vgm và vzu thì ở giữa này nó chia như thế nào đi chăng nữa thì khi kết thúc nó vẫn tận cùng là m hoặc nó kết thúc vẫn tận cùng là u Đó. Và một số cái động từ này là động từ à, nó bắt quy tắc luôn, tức là nó chẳng tuân theo cái quy tắc nào mà sinh viên nói ở trên và mọi người phải học thuộc như vậy. Ví dụ như cái động từ yes là động từ ăn thì khi tôi ăn chúng ta sẽ nói là jam. Cái động từ này mọi người thấy nấy nó là động từ thuộc nhóm e phải không ạ? Vì ở đây jam là nó kết thúc bằng trước m là e này nếu mà theo nguyên tắc mà chúng ta học á thì ở đây nếu mà chúng ta nói ngôi oni oni thì chúng ta bỏ e thêm u thì thành là du nhưng đối với cái động từ này mọi người phải học thuộc khi chúng ta nói ngôi oni oni tức là họ thì mình phải nói là gia đó thì nó có một số động từ mình phải học thuộc như vậy nha mọi người đó, động từ is là động từ đi thì ở đây chúng ta có tôi đi là iem và họ đi là sẽ thành là idu cái này thì nó tuân thủ theo cái, cái quy tắc là tận cùng m tận cùng động từ nhóm e thì ở đây sẽ thành thành u đó là cái clip hôm nay sunny muốn giới thiệu mọi người về về chia sẻ mọi người về động từ tuy nhiên trong sau này trong quá trình học thì Sunny sẽ gặp những cái trường hợp nữa xin xin nói tiếp nói tiếp cho một người đặc biệt là những cái trường hợp bắt quy tắc những hợp trường hợp quy tắc thì dễ rồi chúng ta chỉ cần học nghĩa của nó và chúng ta tuân theo tuân thủ theo những cái quy tắc này và chúng ta chia tuy nhiên trong quá trình học sẽ còn gặp nhiều nhiều những cái động từ bắt quy tắc thì Sunny sẽ khi gặp động từ nào thì Sunny sẽ chia sẻ cái động từ đó cho mọi người và mọi người nên nhớ một điều khi học một động từ mọi người phải học cái động từ nó ở dạng nguyên mẫu á. Đầu tiên một người phải học động từ nó ở dạng nguyên mẫu. Sau đó một người đọc học cái động từ nó ở ngôi gia và học động từ nó ở ngôi on oni oni on, on, để mọi người có thể biết cách chia một động từ ở dạng hiện tại. Tại sao mọi người phải học cái động từ nó ở dạng nguyên mẫu? Bởi vì sau này khi mọi người muốn chia cái động từ này ở dạng quá khứ thì mọi người phải biết nó ở dạng nguyên mẫu như thế nào thì mọi người mới biết cách chia nó ở dạng quá khứ thì ở dạng quá khứ nó cũng chia như thế nào nó cũng phụ thuộc vào cái động từ này nó có đuôi như thế nào đó cho nên một ngay từ bây giờ nếu như mọi người muốn học một động từ nào đó à, trong cái thời điểm hiện tại nếu mọi người là một người mới mới học thì mọi người làm ơn học cho sunny là đầu tiên cái động từ này nguyên mẫu nó như thế nào sau đó cách chia nó ngôi gia Cách chia nó ở ngôi Oni on Oni nghĩa của nó Và đặc biệt mọi người lên Google dịch đó Mọi người bấm cái từ này vô Sau đó mọi người kích vào cái loa đó Để mọi người nghe thử người ta phát âm như thế nào Mọi người luyện nghe cái phát âm dùm sinh này Ví dụ từ này Cách phát âm của từ này đầu tiên khi mình chưa nghe qua loa Thì mình sẽ phân cái động từ nó ra theo từng cái âm Ví dụ ở đây chúng ta có nhờ e Nhe si em mọi người đọc từ từ như thế xong mọi người ghép nhanh vào nhé cm nhé cm nhé cm nhé cm nhé su nhé su đó mọi người cứ đọc từ 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 những âm nào càng dài thì đọc càng chậm chậm rãi mình đọc đến khi nào có miệng mình nó nhuyễn nhuyễn lên rồi rồi mình hãy học đọc nhanh hơn nha mọi người mọi người nói cho nhanh mà mọi người nói phát âm không rõ thì người bản xứ người ta không có nghe được đừng cái tỏ ra là mình nguy hiểm đừng tỏ ra mình là dỗ gian cứ từ từ mình biết tới đâu mình học tới đó đó còn à, nhân tiện hôm nay á, thì à, Thôi, để cái cái cách chia sẻ à, chia sẻ cho mọi người cách học mà từ vựng hoặc cách học à, tiếng Slovakia thế nào cho hiệu quả thì sunny sẽ dành cái video tiếp theo thì tóm tắt lại là cái video hôm nay là chúng ta sẽ là gì chúng ta học cách chia một động từ à, à, nó ở dạng oni oni phải không ạ à? đó và sunny đã cho một người một số cái động từ sunny cho mọi người một số cái động từ ở cái nhóm e và nhóm ie rồi, nếu như mọi người muốn biết được rõ hơn về cách chia động từ ở nhóm A, nhóm Y, nhóm E, nhóm I-E thì mọi người vui lòng lục lại cái video cũ. Sunny đã làm Sunny đã làm 3 video hay 4 video gì đó về cách chia động từ ở nhóm A, nhóm Y, mình nhóm I, I-E thì mọi người vào đó để xem lại giúp Sunny nha. Đó cái đó thì ở trong cái video kia thì Sunny sẽ nói rõ hơn video này. Bây giờ thì xin chào mọi người. Nếu mọi người cảm thấy video mà Sunny làm cho mọi người, mọi người cảm thấy à nó hữu ích đó thì mọi người đừng có ngại mà bấm chia sẻ video của Sydney lên Facebook của mọi người lên những cái trang cộng đồng người Việt Nam của mình để những người khác khi người ta có nhu cầu người ta cũng có để học và những bạn nào học qua những cái video của Sydney mọi người cảm thấy thích thú mọi người cảm muốn học thì mọi người muốn nhận thêm bài tập thì mọi người chỉ cần làm bước đơn giản đầu tiên mọi người hãy bấm đăng ký kênh youtube của sunny mọi người bấm vào đăng ký cái trang trên facebook cùng sunny học tiếng slovakia sau đó đối với những cái video nào sunny đăng tải mọi người chỉ cần chia sẻ cái video đó để vào trang facebook của mọi người hoặc mọi người chia sẻ cái video của sunny vào trong bất cứ cái trang cộng đồng nào đó ở chế độ công khai sau đó mọi người chụp màn hình lại và mọi người nhắn tin cho sunny thì bạn mọi người sẽ nhận được bài tập về cái phần mà sunny đã chia sẻ mọi người ví dụ như hôm nay mọi người muốn nhận thêm những cái động từ mới một người muốn cách luyện thêm những động từ mới về cách chia này mọi người hãy bấm đăng ký kênh và mọi người bấm chia sẻ cái video này sau đó mọi người chụp lại màn hình chứng tỏ mọi người đã chia sẻ và mọi người hãy nhắn tin inbox vào trang cùng sunny học tiếng slovakia thì sau đó sunny sẽ gửi bài tập cho mọi người nha chúng ta sẽ có qua có lại à, khi mà Sunny làm cái video này miễn phí cho mọi người, mọi người chỉ cần làm lại những cái hành động như vậy thôi thì mọi người cũng sẽ hoàn toàn nhận lại được cái miễn phí à, cho mọi người. À, bây giờ chúc mọi người à, luôn luôn vui vẻ, chúc mọi người sớm à, vượt qua được cái đại dịch covid này để chúng ta sớm à, có thể quay trở lại với công việc. Bây giờ Sunny cũng cũng phải bó tay à, khi mà không có việc làm ở nhà thì rất là chán đó. À, đó thì trong cái thời gian rảnh rỗi này thì thay vì vậy thì chúng ta sẽ tranh thủ học một chút tiếng ha bây giờ chào tạm biệt cả nhà chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ hạnh phúc ạ